Ôi trời ơi, cây khế đẹp thế nhở. Lúc đầu ông anh để mặt này mặt chính, còn theo mình mặt này mới là mặt chính. Anh đang bí ý tưởng thì để em. Cành khế hơi cứng nên là sẽ dùng dây ba ly để vào dây. Ý tưởng như nào thì các bạn xem đến cuối video thì mình sẽ demo. Còn cắt cành nào, giữ cành nào như này thì cũng dễ nhìn khá nhiều rồi. Khó là khó cái đoạn đầu này thôi. May là cây này có khá nhiều cành nên là không phải cắt hết. Uốn qua qua rồi dựng ngọn lên cho nó nhanh lớn. Uốn xong nuôi thả và đợi cắt giật thôi. Gây được cái bệ rất là đẹp rồi. Cần một bộ tay cành đẹp nữa thôi.